Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Nay em xin giao lưu với anh em một lô hạnh, không thôi người ta gọi là tắc đó anh em. Cây này rất là già to lắm nha anh em. Cả mười mấy năm rồi mới được cây bự như thế này nha anh em. Chơi hạnh bonsai anh em ơi, tắc bonsai. Trái rất là sai trái nha, trái quanh năm luôn nha anh em. Đây em trồng là trái quanh năm luôn đó, chứ không cần theo mùa Tết mới trái đâu. Đây trái quanh năm luôn á. Rồi, đó, quay sơ sơ cái cây giùm em cái. Đó, cây mã số 1 nha anh em. Đó, cây lùng lực này anh em về vô chậu rồi chơi ha. Rất là sai trái nha anh em, trái quanh năm luôn nha anh em, trái hết đợt này tới đợt khác ha. Rồi đâu hành đi. Bệnh 27 27 hoành, chiều cao cao 5 chiều cao 52. À, cây mã số 1 nha anh em. Lùn lực đế khá đế lắm nè. Anh em coi đế nè. Ha. Này về chơi bonsai khá đẹp nha anh em. Rồi, cây mã số 1. À, em giao lưu với anh em là rồi để cho anh em 900k thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. À, cây mã số 1. Rồi tiếp tục cây mã số 2. Rồi anh quay sơ cái. Đó, anh em thấy bộ đế là khỏi phải chê rồi ha anh em. Đế nè, đều gan luôn ha. Đó. Rồi, đâu hoành kìa. Bình 23 23 gần 24 đó anh em ơi. Chiều cao luôn. Chiều cao là 74. Đó, cây mã số 2 cũng là hạnh ha. Ở người anh em miền Bắc gọi là tắc á. Cây này là trái quanh năm nha anh em, hết đợt này tới đợt khác ha. Anh em về mua cây này về mà trồng lấy trái làm nước uống cũng được nữa anh em ơi. Cây mã số 2. Rồi giao lưu với anh em cũng 800k thôi anh em ơi. Chỉ 800.000 em bao ship tặng nhà luôn ha. Cây khá là đẹp á. Rồi tiếp tục cây mã số 3. Cây này cũng lùng lực nha anh em. Đó. Khá là đẹp. Rồi đúng rồi nha. Hoành là 22 chiều cao luôn anh. Cây này đế cũng tương đối anh em ơi. Cao nó 34. Cao 34. Rồi cây mã số 3 quay sơ cái anh. Rồi cái này nói chung là để cho anh em là 700k thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. 700.000 bao ship luôn. Tiếp theo cây mã số 4. Quay sơ đi anh. Đó. Cây này song thụ anh em, mà một cốt lên khoảng 10 phân ha. Đó, khá là đẹp ha. Cốt cành đều luôn anh em ơi. Về lấy mua, về lấy trái cũng đứng. Rồi, đâu hoành đi anh. Hoành 21. Chiều cao là 88. 88. Rồi, quay sơ đi anh. À, khá là đẹp ha. Rồi cây mã số 4 này giao lưu với anh em là 900k luôn anh em ơi, bao ship tặng nhà chỉ 900.000 thôi. À, em bao ship luôn đó. Cây khá là đẹp ha. Tắc hay hạnh nha, trái quanh năm nha anh em. Rồi, tiếp theo cây mã số 5. Cây này đẹp nha anh em. À, cây này rất là lực ha. Cái này cái lần nứt này không gì chơi nghe anh em. Đó. Nó già nó nứt kiểu vậy đó nè, cái này em thấy cho anh xem coi nè ha. Nè, nó hay già cái hay nứt kiểu này nè. Đó, để cho anh em xem nè, nứt vậy nhưng mà ở trong á, mà sống ở trong á vẫn ok chừng này ha anh em. Đó, anh em thấy không, xong cái này cái nó kéo cái sẹo bên trong nữa nè, giống như cái này nè. Đó, nứt cái nó kéo bên trong nữa vậy đó. Ở đây cây này nó sốt chừng này ha anh em, báo cho anh em biết trước ha. Nè, nó hay nó nứt, sắp nứt nữa nè. Đó. Còn cây trên đây ok trơn ha anh em. Rồi, nó nghiêng nghiêng. Rồi, có hoành nữa. Hoành 24. 24. Chim lại cái bút chim anh dở lên em chim lại.
được đó, hơn còn nghiêng bên đây. Rồi chiều cao đi, hàng 24 chiều cao. Cao nó 97, chiều cao 97. Từ từ ha. Rồi. Rồi cái mã số 5. Cái này giao lưu với anh em là cũng 900.000 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Cây mã số 5. Tiếp tục. Cây mã số 6. Đó, quay sờ kìa. Cây này lực cũng lực lắm, lực kìa nè. Rồi, có hoành kìa. Hoành 25. 25 hoành. Chiều cao là 60. Rồi quay sơn cái. Đó. Rồi cây mã số 6 cũng 900.000 anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em chơi luôn. Rồi xuống luôn. Tiếp theo cây mã số 7. Rồi đổ hoành đi. Hoành 21. Chiều cao. Anh em về trồng lấy trái ăn cũng được nè anh em ơi. 97. Rồi quay sơ luôn anh. Cây mã số 7. À, cây này thì nó có bị sẹo trên này nha anh em. Nè, vết lửa trên này. Nhưng ok không gì hết ha nè. Rồi cây mã số 7. Rồi cây này để cho anh em 700.000 thôi anh em ơi. Bao ship luôn. Rồi đổi phôi luôn. Tiếp theo cây mã số 8. Đó, anh em nào về trồng cây hạnh để nhà để có trái ăn anh em ơi. Trái làm nước uống ha. Nó hay bị gì nứt gì nè anh em. Không sao cho nghe nè. Nó kéo lại chân à. Anh em thấy không đó. Hạnh nó gì đó. Đây gì nè. Nó kéo bít lại chân à. Tại nó mọng nước. Tại da nó mọng nước. Rồi đổ hoành nha. Hoành của nó là 22. Chiều cao luôn. Cao 50. Chiều cao 50. Rồi quay sơ cái anh. Rồi số 8. Rồi cái này giao lưu với anh em 500.000 thôi anh em ơi. Chỉ 500.000 em bao ship luôn á. Mã số 8. Rồi đổi phôi luôn anh ơi. Tiếp theo mã số 9. Hành lá rất là thơm đây nè. Đó, trái thơm nữa. Rồi, đổ hành đi. Nói chung nó cũng khá là dễ sống anh em ơi. Hành 19. Chiều cao. Cây khá là lực cây. 75. Rồi cây mã số 9. Rồi cái này để cho anh em 700k đó anh em ơi. Bao ship tặng nhà luôn. 700.000 thôi. Rồi đổi phôi luôn anh. Tiếp theo cây mã số 10. Quay sơ cho anh. Đó. Khá là lực cây ha. Rồi tôi hoành cho anh. Cây này khủng lắm, bố lắm nha anh em. Lực chứ lắm, lực cây luôn ha. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao. Cao 1m. Rồi cây mã số 10 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Quay sơ cái anh. Đó, dáng bonsai rất là đẹp. Mua về trồng trái ăn cũng được nha anh em ơi. Rồi để cho anh em 1 triệu ha. Cây số 10. Đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em.